Dung. Điều đầu tiên tôi Dung xin gửi lời cảm ơn anh chị em báo chí. Thật sự là tại vì gặp anh chị em báo chí vẫn còn nguyên đây, mười mấy năm trước đã đồng hành cùng Dung khi Dung vẫn còn tập tễnh bước vào nghề người mẫu. Và nay đứng lên đây sau 10 năm, Dung rất là xúc động. Và Dung cảm ơn mẹ Hoài Anh. Cảm ơn anh chị của Dung, gia đình của Dung là người đã luôn đồng hành cùng vợ chồng Dung. Cảm ơn những người bạn, những người đồng nghiệp, cô dì, chú bác. Thật sự là 10 năm rồi vẫn nhận được sự ủng hộ như thế này, Dung rất là nhiều cảm xúc và thật sự là rất là hồi hộp. Cũng hy vọng là sẽ được sự đón nhận của mọi người trong quý cô thừa kế 2 lần này. Và nếu như mà với cái vai diễn của Dung ấy mà chưa thật sự chạm đến trái tim của khán giả hay là anh chị em báo chí hay là các chị em đồng nghiệp thì mọi người cứ cho Dung ý kiến nha. Bởi vì cái sự quay trở lại này của Dung á, Dung sẽ muốn quay trở lại luôn. Và bây giờ chúc mọi người, chúc nhất là các chị em phụ nữ chúng ta một cái vòng ngày 2 ngày 3 ngày nữa là 8 tháng 3. Các chị em sẽ luôn xinh đẹp, tự tin, luôn là chính mình và hạnh phúc với những gì mình đang có. Và đừng quên rủ gia đình, bạn bè, người thân đến ủng hộ quý cô thừa kế 2 nha. Xin cảm ơn.